Buổi sáng cuối tuần tại Akala Thái Nguyên. Thì đây bên em đang tiếp nhận, đây là chiếc xe Toyota Altis thì đang tiến hành đó là vệ sinh lại khoang động cơ. Đấy anh em thấy không ạ? Xe sau nhiều năm sử dụng thì với cái mùa này đang nắng nóng như này mà thay đổi thời tiết như này, chuột trước rất là dễ lên cái khoang động cơ mà anh em để cái khoang động cơ bẩn. Thứ nhất là ảnh hưởng đến cái phần vấn đề thẩm mỹ. Thứ hai là ảnh hưởng đến cái phần tản nhiệt của động cơ. Sau khi vệ sinh này thì cái độ tản nhiệt của động cơ sẽ tốt hơn này, khoang máy trở nên sạch sẽ hơn, tránh được bụi bẩn, và thứ hai là chuột rắn rết không trèo lên trên cái khoang động cơ. Đấy, anh em càng để bẩn ấy thì cái càng tạo cái môi trường thuận lợi cho chuột trước sẽ lên trên cái khoang động cơ của anh em nhé, và đái ở trên này. Đó. Còn đây là chiếc Territory. Đấy, thì chiếc xe này cũng tiến hành vệ sinh khoang động cơ bên em. Đấy, xe thì rất mới thôi nhưng mà anh chủ thì anh ấy chăm xe rất là kỹ, nên là sau cái thời gian sử dụng thì anh ấy sẽ sử dụng cái dịch vụ bên em, đó là vệ sinh khoang máy định kỳ 6 tháng đến 1 năm một lần thì anh ấy qua vệ sinh bên em. Đấy, anh em thấy sau khi mà vệ sinh được định kỳ như này thì anh em thấy cái khoang động cơ, khoang máy lúc nào cũng sạch và đẹp. Đấy, và được những cái chi tiết nhựa sẽ được dưỡng lại hết toàn bộ này, rất là đẹp và thẩm mỹ nha anh em nhé. Đấy, còn đây là một chiếc VinFast VF8 anh em của nhà Vin đấy ạ. Thì chiếc xe này đang làm gì ạ? Như chiếc xe này thì em đang tiến hành tất cả các dòng xe cao cấp, thì cái lồng vè này là lồng vè nỉ này, và cái lồng vè này nó sẽ đi sau một thời gian nó sẽ xệ xuống. Đây anh em có thể để ý đây, đây cái lồng vè khi mà là tháo ra này thì cái này nó là lồng vè được ép nhiệt, thì sau khi anh em có thể thấy là tháo ra nó đã nhão ra rồi này. Đấy, bắt đầu mất form này. Đấy anh em thấy không? Đấy, tháo ra này, form thì cũng bắt đầu dần dần mất đi. Đấy, anh em không làm ngay ấy và làm luôn ấy thì sau này rồi nó bị xệ rồi thì anh em làm rất là xấu, và nếu như mà anh em làm luôn thì nó cực kỳ đẹp. Đấy, và với dòng VinFast VF8 VF9 này thì nó có tới tận 4 cái lồng vè nỉ anh em nhé, 4 cái lồng vè anh em. Đây là 2 cái lồng vè sau và 2 cái lồng vè trước, thì bên em kỹ thuật bên em đang tiến hành tháo ra và thị để và thi công. Đây, đấy, cũng là lồng vè nỉ nhé. Đấy, còn đây là một chiếc Mazda CX-5 thì bên em đang tiến hành đó là phủ hóa cứng, thì đây mới đang làm đến những cái bước đầu tiên của chiếc lồng vè để tạo thành form cứng cho chiếc lồng vè này. Đấy, còn anh em nào mà chưa phủ lồng vè này, chưa vệ sinh khoang động cơ này thì hãy đến với Akala Thái Nguyên, Auto 365 Thái Nguyên anh em nhé.